Nam Thư, Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hy vọng ngày hôm nay thì Nam Thư và Quyền Linh sẽ nỗ lực hết sức mình để kết nối, để xe duyên, để đem nợ đến cho những cái cặp đôi. Bởi vì đem nợ không phải đem nợ tiền đâu. Mình người ta nói có duyên có nợ, bây giờ chúng tôi đã kết duyên rồi, chúng tôi cũng muốn đem nợ tới thôi. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên, xin mời. Em thích vẽ và vẽ cũng được. Em rất là thích nấu ăn, mặc dù nấu ăn cũng bình thường thôi, nhưng mà em rất là thích nấu những món mới. Và em thích trang trí nhà cửa nữa. Khuyết điểm của em là em thường quan tâm lo lắng cho người khác, hay ưu tư đó chị. Rồi chị hiểu rồi. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dễ thương. Mời đàn trai. Ngồi đi em. Dạ. Rồi, chào em. Mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Nam Thư. Em xin chào anh Quyền Linh và tất cả quý vị khán giả ở đây ạ. Chào em. Em tên là Lê Thị Nhung, năm nay em 25 tuổi. Nghề nghiệp của em là giáo viên, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em dạy môn gì hả Nhung? Dạ, em dạy môn sinh học gì ạ. Nhung là cô giáo dạy sinh ở quận Bình Tân, 25 tuổi. Xin mời đàn trai ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh đẹp trai. Dạ, chào chị Nam Thư đẹp gái. Chào anh. Dạ, chào bạn nữ xinh xắn và chào tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Quốc Hưng. Em hiện tại 28 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Thuận. Ở Bình Thuận vô hả Hưng? Dạ, em ở Bình Thuận vô anh. Hưng làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em đang làm bên quản lý quán cà phê và kinh doanh tự do về bất động sản. Bình Thuận ở đâu, cụ thể là đâu? Dạ, em ở thị xã La Ghi. Sẽ có dịp em sẽ mời bạn bên kia đi du lịch ở La Ghi. Dạ, chắc chắn rồi ạ. Mình là quê gốc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả em? Dạ, em đến cũng từ Bình Thuận anh ạ. Trời, dạ, em ở đâu? Sao trùng hợp vậy? Anh ở dưới biển, còn em ở trên núi ạ. Huyện Tánh Linh ạ. Trời ơi, Tánh Linh. Thì giống như Âu Cơ Lạc Long Quân thôi, người dẫn 50 con lên núi, người dẫn 50 con xuống biển. Chúng ta sẽ giới thiệu đôi nét về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Hưng trước. Dạ, đi Hưng. Dạ, em có thể làm được các công việc nhà, em có khả năng giao tiếp tốt. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì em thứ nhất là em không biết nấu ăn. Thứ hai là khi mà hồi hộp căng thẳng là em hay bị run. Dạ. Đôi khi em tiếp khách hàng mua bán đất hàng cà phê em run hoài vậy đó hả? Dạ không. Khi giao tiếp với lại khách hàng thì em không có rung. Thì coi nay em thuyết phục bên kia mua miếng đất ở Bình Thuận đi. Dạ, chắc là vậy. Rồi, mời đàn gái. Nói về ưu điểm của em là em thích vẽ và vẽ cũng được. Em rất là thích nấu ăn, mặc dù nấu ăn cũng bình thường thôi, nhưng mà em rất là thích nấu những món mới. Và em thích trang trí nhà cửa nữa. Còn khuyết điểm là gì hả Nhung? Dạ, khuyết điểm của em là em thường quan tâm lo lắng cho người khác. Chẳng hạn như là khi mà một số cái hành động mà hơi vô tư một chút thì em lại nghĩ, em suy nghĩ cả ngày luôn, không biết mình làm cái gì sai không, hay ưu tư á chị. Rồi chị hiểu rồi, tức là dễ bị suy nghĩ. Dạ, bởi một cái hành động nghĩ nào đó. Dạ, em đi dạy sinh vậy, em dạy cấp mấy Nhung? Cấp 2 hay em cấp 3? Dạy cấp 2 ạ. Học trò cấp 2 đang ở lứa tuổi rất là nổi loạn ha, chọc ghẹo cô giáo không chứ nhìn em rất là trẻ. Dạ đúng rồi chị, năm đầu tiên em đi dạy luôn, là lúc đó là em dạy sinh học 8, mà cuối phần sinh học 8 thì có cái chương về cơ quan sinh sản. Đúng. Học sinh thấy em trẻ mới nữa, giáo viên mới nữa, bắt đầu là hùa nhau chuẩn bị. Em nghe nói với nhau lệ tôi hỏi cái này cho cô, rồi các bạn cười lên nha. Em vừa bước vào thì bắt đầu tủng tỉm cười rồi. Chẳng hạn như làm sao có thể sinh được em bé. Bên đó đang học giờ sinh học hả? Khi mà là giáo viên dạy sinh học á, thì chị nghĩ là cái khả năng quan sát về cơ thể, đặc biệt là nhạy bén về giới tính. Lúc đó là cái lúc mà em đi học đại học, học về chương về cơ thể người và sinh lý người á. Lúc đó em học rõ lắm, đến nỗi mà nhìn một người nam thì em phân tích giống như cái bộ máy vậy đó. Ghê vậy, đợi chị xíu. Anh Linh, anh Linh, rảnh không? Qua nhà em chơi. Qua học sinh học hả? Ừ. Anh tưởng đâu đang đi học. Em ví dụ như học là em có thể phân tích về sao? Là nếu mà về sinh học. Chào anh ạ. Rồi em phân tích. Rồi, đi. Em phân tích theo những cô gì em đang nghĩ. Người đàn ông như bộ máy là sao? Khi mà tìm hiểu một người đàn ông á, thì em thường suy nghĩ là từ cái ngoại hình của anh là như thế nào. Rồi mình mới tự nhiên mình suy ra, tự trong đầu mình suy ra hóc môn anh này mạnh hay là yếu. Rồi suy ra được là anh này tính tình như thế nào, là từ nhìn cái biết, cái cách nhìn biết cô ơi, nhìn sao mình biết là mạnh, sinh dục mạnh hay yếu cô? Dạ, ngay cái đặc điểm thứ hạng như là thường một người thì có hai hormone luôn, là estrogen và testosterone. Khi mà ở nam testosterone mạnh hơn thì có những cái đặc điểm như là lông chẳng hạn sẽ mạnh nhiều hơn nữ, rồi cơ bắp cũng sẽ khác hơn, và bộ xương của nam thì nó cũng sẽ khác bộ xương của nữ. Thường thì em phân tích như vậy máy là vậy anh. Bây giờ đơn giản thôi, nhìn anh Linh là mạnh hay yếu?
Dạ, dạ anh em. Ví dụ như người ta nói á, giống như bình thường ta nói trời ơi, ai mà lông tay lông chân nhiều hoặc là lông nhiều tức là nhu cầu, tức là mạnh đúng không? Còn không là yếu. Mạnh hay yếu? Trời ơi lột áo kìa thì tôi em thấy em hay là hay là testosterone hả? Dạ anh là nam thì chắc chắn là anh sẽ có testosterone mạnh hơn. Chưa mạnh chắc. Hơn nhiều hay không thì thiên về cái việc mà anh nam tính hơn hay là hơi dịu hơi giống nữ anh hơn. Anh là estrogen hơi nhiều đó. À, tức là nhìn có thể em có thể phân tích được là à cái phần liễu hay không liễu luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái này không chính xác 100% chị. Nhưng mà sao em cứ lảng tránh câu trả lời câu hỏi của chị vậy? À cộng long đúng rồi, đúng rồi, của chị là cộng long. Không phải cộng long, vấn đề của chị là anh Linh. Thôi em nói sợ anh Linh giận á. Nói đi. Thôi đâu có sao, nói đi em. À, thôi thôi được rồi, trong cuộc sống có những sự thật không cần phải nói ra. Không. Con bé nó sợ anh giận. Không có giận, cứ nói đi, anh không giận ai đâu á. Nói là biết rồi. Cứ nói đi, anh không. Yếu hay mạnh? Em góp ý chút xíu nha. Ừ. Anh giảm cân chút xíu. Rồi. Rồi. Hơi mập thì cái vấn đề nguyên bộ máy nó sẽ liên quan với nhau. Hơi mập thì nó sẽ không được khỏe mạnh cho lắm. Ý em nói mập là yếu sinh lý hả? Một phần ảnh hưởng anh ạ. Vậy mấy người ốm mạnh à? Không phải là ốm theo kiểu thiếu dinh dưỡng, mà họ ốm theo kiểu săn cơ á, thì chắc chắn thì cơ thể họ anh. Sức khỏe họ mạnh thì tất cả các cơ quan cũng sẽ được bình thường. Anh Linh à? Đó là lý thuyết. À đó là lý thuyết hả? Thực hành nó khác. Đúng rồi anh. Dạ. Chưa chắc. Mập đôi khi nó cũng mạnh lắm mà. Dạ. Làm nhỏ ngồi đi thấy nó mập nó cười hoài à. Dạ. Thôi bây giờ mình sẽ gác cái chuyện sinh học qua một bên. Mình sẽ nói chuyện tình yêu. Bây giờ bỏ chuyện sinh học đi, nói em muốn tìm người yêu thế nào, ốm hay mập, cao lùng hay là thế nào cho anh biết coi. Em cũng hy vọng là em tìm được người bạn trai khỏe mạnh, với càng tập gym cho nó có cơ thì càng tốt. Có sự quyến rũ. Cơ hả? Có sự quyến rũ về nam tính. Em cần một người chững chạc và thông minh. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Tại vì em cao cũng 1m65 thì 65. Dạ, bạn trai cỡ 1m65 được rồi, trở lên được rồi. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Tới bây giờ thì em có hai mối tình. Hai mối một tình. Mối tình là gọi là song phương và một mối tình là đơn phương. Ừ. Và mỗi mối tình thì kéo dài 2 năm. Sao chia tay? Người đó ở quê, em ở thành phố, em không chuyển được việc về. Còn người đó thì không thể vào thành phố với em được. Bây giờ bên kia đưa tiêu chí thì mình có được không? Dạ đảm bảo hết anh. Đảm bảo đúng không? Dạ. Cô giáo dễ thương lắm. Nãy em có nói là em đã từng yêu xa đúng không? Thì nếu như hôm nay cả hai bạn có duyên với nhau nhưng lại yêu xa thì sao? Lại yêu xa một lần nữa thì... Nghe bạn nói là bạn ở Bình Thuận đó, thì em thực sự cũng sợ cái vết xe đổ. Được rồi chị, để coi thử là cái thử giải quyết cái thử nằm ở nhà trai như nào. Chàng trai ơi. Dạ chào chị. Bây giờ là cũng ở xa, một người ở thành phố Hồ Chí Minh, người ở Bình Thuận. Nếu như Nhung đồng ý về Bình Thuận với điều kiện là em có thể là lo việc làm, xin dạy ở một cái trường nào đó Bình Thuận cho Nhung thì em làm được không? Em sẽ cố gắng hết sức và em nghĩ là có thể được. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em đã từng trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì em vừa học vừa làm ở đây, có một số cái bất đồng quan điểm cho nên là cuối cùng là tụi em là quyết định chia tay. Mối tình thứ hai thì nó cũng yêu xa rồi cuối cùng thì bạn nữ đó đi du học và có định hướng ở lại bên đó luôn. Cái mối tình đó kết thúc cách đây bao lâu rồi em? Dạ cũng hơn 2 năm rồi. Dạ, hơn 2 năm qua em có thích ai hoặc là có ai thích em không? Nói chung cũng có để ý một số bạn nhưng mà cũng do em rất là ngại thể hiện cho nên là cũng chưa có quen được ai. Và bạn bè em thấy vậy cũng chọc em, chọc ghẹo em ghê lắm cho nên là... Chọc ghẹo em sao cứ? Nói em là không có quen gái, thích quen trai. Ai chọn màu áo này cho em? Dạ, em chọn. Sao em lại chọn màu hồng? Em chọn màu hồng để cho gây cái tạo cái sự ấn tượng với bạn nữ, thấy cái tính em hiền để bạn chọn. Bạn nam chọn áo màu hồng, vậy thì màu sắc anh ấy chọn màu hồng? À, thực ra thì đa phần chúng ta đều thích màu hồng. Khi trẻ sinh ra là đã có một cái sự ấn tượng là thích màu hồng rồi. Có lẽ là tâm hồn của anh ấy thường... Như một đứa trẻ? À không, nên là màu hồng rất là thoải mái và dễ thương. Ừ. Em nghĩ là vậy. Màu hồng là màu nam tính số 1 đó mà. Chuyến này đi là phải đem bạn gái về. Dạ. Để cho bạn bè xung quanh mình không có chọc nữa. Dạ, đúng. Biết rồi. Ta chọc mình đi bạn của hàng hòn chọn áo màu hồng. Bây giờ chúng ta sẽ giao lưu với người thân. Nhung, hôm nay em tới tham gia chương trình đi với ai? À, dạ em đi với lại ba mẹ em từ ở quê vào. À. Và có anh trai em và có mẹ nuôi của em nữa hả? À, anh trai đồng mẹ nghiệp, nuôi. Cô hiệu phó của nhà trường. Dạ. Lực lượng đàn gái đông đảo quá nha.
Dạ. Xin chào cả xin nhà chào gái. Hai MC Quyền Linh với Nam Thư. Dạ, dạ. Tôi là bố của Nhung. Dạ. Xin chào tất cả khán giả có mặt và coi xem chương trình truyền hình hôm nay. Tôi có nhận xét về Nhung như thế này. Nhung là tôi thì gia đình ở trên Đa My. Gia đình thì đông con. Nhung là thứ tư. Đây là mẹ của Nhung. Dạ. Hiện nay hai ông bà ở nhà làm nông thôi. Nhung thì từ nhỏ là ở tôi thì nhà trường xa. Cho nên là học lên cấp 3 là đã phải thuê nhà trọ ở Ma Lâm á. Đi dạy thì ở thành phố. Ở bên đằng trai thì cho hỏi cái là gia đình được đông con không? Rồi bố mẹ sao? Dạ, con là con trai Út, còn con còn hai chị nữa bác. Hiện tại con đang sống chung với lại ba mẹ. Dạ. Nếu mà hai đứa đi đến hôn nhân thì cách trở như vậy thì bên đàn trai có giải quyết được để đi lại gần với nhau không? Dạ, nếu mà hai bác cho phép con và Nhung quen nhau thì bên Tánh Linh và La Di thì con nghĩ là cũng rất là gần. Còn về cái công việc của Nhung thì con sẽ cố gắng hết sức để lo cho Nhung có một cái công việc ổn định. Nên hai bác cứ yên tâm ạ. Nói chung là bác đồng ý đó. Dạ, con cảm ơn bác. Hai đứa là lên đây cũng là cái duyên thì cho một cái cơ hội để tìm hiểu và đi sâu hơn. Dạ, đây gọi là anh trai ở thành phố của em là giúp đỡ em rất là nhiều. Và anh là chuyên viên của một bộ môn sinh của quận Bình Tân. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào Nam Thư và xin chào khán giả ở trường quay. Đầu tiên là xin nhận xét về em trai. Tuy là mặc áo màu hồng nhưng mà rất là chuẩn, rất là đẹp trai. Một người rất là vui tính. Mình có cơ hội thì hãy tạo cơ hội cho nhau nha các em. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị là đàn gái bên mình. Xin mời, và xin mời đàn trai. Đàn trai. Dạ, hôm nay em đến đây với chị của em và bạn của em ạ. Dạ. Chị ruột á hả? Dạ, chị ruột em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam Thư với lại con chào gia đình bên kia ạ. Xin cho em nói trước về cái bạn gái. Thật sự khi mà chị thấy em bước lên là chị ưng rồi. Cái thứ hai là em cũng biết là Hưng có nói là Hưng là con em con trai út và có hai chị. Chị cũng thương nó nhất tại vì chị cũng có một mình nó là em à. Chị đã đi cùng với nó 30 nồi bánh chưng thì những cái năm tháng mà nấu bánh chưng còn lại chị muốn nó có một người phù hợp để cùng với nó song hành. Thì em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn đàn trai. Bây giờ thì mở rào. Bắt đầu đi Hưng. Chào em. Dạ, chào anh. Anh tặng em món quà nhỏ. Dạ em cảm ơn anh. Rất vui dạ. Được gặp em. Cuốn sách này nói về 101 cách để mà duy trì và giữ cho mình tình yêu bền vững và phát triển ạ. Anh cảm ơn em. Dạ. Không ấy cho em bấm nút luôn đi anh. Hả? Không ấy cho em bấm nút luôn đi. Tôi nút luôn hả? Dạ. Em ơi. Dạ. Tặng gì vậy? Em tặng cho Nhung một thỏi son là muốn cho đôi môi của Nhung lúc nào cũng mềm mại. Và tặng cho Nhung thanh sô-cô-la. Để chứng tỏ là cái tình cảm của em nó lúc nào cũng ngọt ngào như thanh sô-cô-la này vậy. Cảm ơn anh. Mong muốn của một người phụ nữ nào cũng vậy, đều ao ước là được chàng trai tặng một thỏi son. Cho nên là em rất là thích cái món quà này. Cảm ơn em. Em nhìn đàn trai ngay từ lần đầu tiên thì em cảm nhận như thế nào? Em có muốn test thử cái độ gì đó, hai cái gì đó em? Chị quên rồi. Rồi, em dạy sinh học nữa hả? Phải test chứ. Dạ. Tại cô giáo mà. Rồi em nhìn em đang phân tích gì không? Dạ em thấy anh thật thà. Nó hơi sao mập đó em. Anh Linh kỳ quá. Anh Linh rất kỳ luôn á. Ai biểu nãy chê tôi mập làm chi? Mấy người mập yếu sinh lý á. Nhưng mà em cao anh. Nhưng mà em cao anh. Nhung, đưa chị mượn quà nha, chị giữ cho. Mình kiểm tra đi, chứng minh cho anh Linh thấy. Rồi ạ, đây được rồi hả? Dạ. Tức là nhìn thôi mà cũng có dạ. Thể test được hả? Cẩn thận nha. Dạ. Cô Nhung của chị là nhìn xuyên thấu được luôn á. Dạ. Cô Nhung là về môn sinh cho nên là cô Nhung nhìn là cô Nhung biết rồi. Dạ. Cho nên không cần phải chào cô đi, chào cô đi. Dạ. Hai đứa ngồi xuống mình nói chuyện. Hồi đó anh học sinh cũng yếu lắm thì chắc nhờ em sau này bổ túc lại cho anh. Bổ túc mình học lại sinh cấp 2 làm gì? Bổ túc để hiểu thêm về cái dạ. Cái ấn tượng lúc mà lần đầu tiên gặp anh như thế nào? Em thấy anh rất là thật thà, nho nhã và giống một người bạn của em. Bạn trai cũ à? Dạ không ạ. Giống một người đồng nghiệp của em thôi. Làm anh lo.
Anh quan điểm như thế nào về tình yêu? Hai người cùng một cái suy nghĩ rồi chia sẻ, cởi mở với nhau. Bây giờ mình nói thêm về vấn đề yêu xa nè. Cái phương tiện di chuyển từ La Di vào thành phố nó cũng là có rất là nhiều. Cách nhau cũng chỉ có 100 mấy cây số thôi. Cuối tuần em nghĩ anh có thể là vào đây thăm em, hoặc là em có thể là về La Di, hoặc là anh có thể là cùng em là về bên gia đình trên kia chơi, thì cái thời gian của anh cũng thoải mái. Còn về cái công việc của em, nếu mà chúng ta mà có thể tiến gần hơn thì anh sẽ cố gắng lo cho công việc em ổn định. Hiện tại là anh đang quản lý cà phê, nhưng mà anh có cái định hướng cho cái tương lai. Nếu mà anh mà có gia đình rồi ấy, thì anh sẽ mở riêng một cái quán cà phê để kinh tế nó được ổn định hơn, sẵn sàng chào đón những đứa con. Một con đường tương lai rất là cụ thể đó. Lúc trước là anh cũng ở trong thành phố, anh học đại học trong đây, thì anh học về thể dục thể thao. Vô, đẩy thuyền vô đúng luôn. Em học thể dục thể thao, em học bộ môn gì? Dạ em học về chuyên về điền kinh. Vậy là chạy giỏi. Có hay bỏ chạy không cưng? Dạ không luôn, đối diện chứ không bỏ chạy. Dạ. Hay quá. Bây giờ mình nói ngắn gọn thôi, cảm nhận về nhau, sau đó chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Em nói trước đi. Em có cảm nhận như là anh là chân thật và rất là gần gũi. Tuy anh mới gặp em thôi, nhưng mà anh cũng có cái cảm giác là mình đã là gặp nhau là từ lâu lắm rồi. Thì anh hy vọng là mình hãy là cho nhau một cái cơ hội để anh dùng cái thời gian có thể là chứng minh cho em thấy cái sự chân thành từ anh. Hay. Anh không ngờ em có những cái suy nghĩ sâu như thế. Thật sự là anh nãy em đấy. Chúng ta nhắm mắt lại, để tay vào nút bấm đi. Nút bấm là của chúng tôi, quyết định là của các bạn. Chuẩn bị. 3 2 1. Hết thời gian. Em gái. Em không bấm. Em có thể chia sẻ lý do không? Có thể là anh buồn, nhưng mà em nghĩ là chúng ta không phải là một nửa của nhau. Anh tôn trọng quyết định của em. Em gái. Anh một cái để là giống như là anh trai. Rồi, cảm ơn em nhiều. Em nói là mình chưa phù hợp với nhau, chưa phải là một nửa của nhau. Em có thể cho anh biết một chút lý do. Em tiếp xúc với nhiều người, hầu như thì nó mang lại cho em cảm xúc thân thuộc như người anh trai, hoặc là gần gũi giống người bạn, thì nó không có làm cho trái tim em rung động. Chị tôn trọng quyết định của em. Một cái kết đầy tiếc nuối. Tất cả mọi người đây, anh nghĩ rằng ai cũng cảm nhận được sự chân thành của chàng trai. Nhưng thực sự là nuối tiếc đó các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đến và tham gia chương trình. Chúc cho em sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình. Và em cũng vậy. Mời. Rồi, em cảm ơn. Bất ngờ đúng không anh? Anh nghĩ rằng giữa cô ấy và anh ấy rất là hợp với nhau. Nhưng mà rõ ràng cảm xúc không rung động, hai trái tim không cùng nhịp đập thì không thể nào cưỡng cầu được. Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem diễn biến của cặp đôi tiếp theo như thế nào. Xin mời. Chị thì chị không có quan điểm kết hôn hay chưa kết hôn. Tuổi tác không quan trọng là hợp là đẹp. Chị có trải qua hai mối tình. Dạ. Chị chia tay cũng được khoảng 5 rồi. Chia tay không phải là có điều gì nó quá kinh khủng. Thật ra đó là cũng sự trải nghiệm cho mình. Mời đàn trai. Chào anh. Chào em. Dạ. Ngồi đi em. Dạ. Và xin mời đàn gái bước ra sân khấu. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Em tên là Lê Khả Tiến. Em năm nay 37 tuổi ạ. Em làm tài xế. Trước kia thì em cũng có làm make up thẩm mỹ và trang điểm cô dâu nữa. Con trai mà làm make up thẩm mỹ á là cũng là trai lắm á. Em làm ở Bình Dương ạ. Em ở Bình Phước ạ. Rồi, bây giờ xin mời đàn gái mình giới thiệu về bản thân. Mình tên là Lan Hương, năm nay mình 36 tuổi. Hiện tại mình đang làm bên phòng dịch vụ khách hàng của một công ty chuyển phát hàng quốc tế. Rồi bây giờ mình sẽ nói một tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Điểm mạnh của Hương á, là trẻ trung, năng động. Dạ. Chị thích nấu ăn, thích các công tác từ thiện, thích đi du lịch, đi tập gym, đi xem phim với bạn bè. Khuyết điểm của chị á, thì ví dụ như thường thì chị dậy lúc 6 giờ sáng. Nhưng mà những ngày cuối tuần mình không đi làm á, mình thích ngủ nướng xíu. Còn anh bên trai bên đây? Em thì ưu điểm thì vui vẻ, hòa đồng. Em thì cũng nóng tính, nhưng mà chỉ trong vòng 2 giây thì em có thể kiềm chế được mình. Đừng có qua 3 giây nha, dù nóng quá cầm điện thoại lên. Dục cái 1, 2, cầm rất nhiều túi lại. Chứ nếu 3 giây thì rớt cái điện thoại bể luôn. Hát thì em hát dở, nhưng mà có lẽ em cũng khiêu vũ được ạ.
Bạn gái bên kia biết khiêu vũ không? Dạ, hồi đó em có đi học dance sport mà nghỉ lâu rồi anh. Hay quá, em chút coi mình thử, mình kiếm đoạn nhạc nào mình thử khiêu vũ cùng với nhau thử coi ha. Dạ, dạ. Em cũng thích mẫu người hiện đại một chút xíu. Dạ, có cá tính mạnh mẽ và cũng dịu hiền giống như mẹ của em. Tiến có mấy mối tình rồi? Em đã kết hôn, chia tay cách đây 5 năm rồi. Ở với nhau được mấy năm? 6 năm. 6 năm, một cái lý do gì mà... Cái tầng tuổi tụi em á, khó khăn rồi mình nhiều cái nó nghĩ chưa tới. Tiền nông, tiền bạc gì đó, kinh tế. Có con chưa? Dạ, em có 2 đứa rồi, con trai đầu năm nay 13 tuổi ạ. Con thứ hai? Con gái, năm nay 6 tuổi ạ. Vậy là con cũng lớn rồi. Dạ. Hai bé và ở với ai? Dạ, bé tò chia thì tò chia gái ở với em. Thì sau khi mẹ lấy chồng thì mẹ có nói với em rằng bây giờ có mình anh buồn lắm, sắp xếp cho đứa gái về ở với em. Hai người chia tay nhau bao lâu rồi? Dạ, năm nay đã được năm 2015, năm nay 19. Rồi 4 năm rồi. Dạ. Sau khi nghe ảnh chia sẻ về tình trường của mình, tức là ảnh đã ly hôn một lần và hiện tại đã có 2 cháu, thì chị cảm nhận như thế nào? Chị thì chị không có quan điểm kết hôn hay chưa kết hôn. Tuổi tác không quan trọng là hợp, là đẹp. Vậy thì bây giờ chị nói về chuyện tình trường của mình đi. Chị có trải qua 2 mối tình. Dạ. Chị chia tay cũng được khoảng 5 rồi. Chia tay không phải là có điều gì nó quá kinh khủng. Thật ra đó là cũng sự trải nghiệm cho mình. Xin hỏi bên đàn gái là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nói chung mình nói chuyện được, mình chia sẻ được, cảm thấy mình rung động là được anh. Bạn trai thì ăn bận, đừng có bê bối quá, đừng có lôi thôi quá là được. Đừng có lôi thôi bê bối ha. Thần tượng là ba mẹ em, nhưng mà về nam thì em thích anh Quyền Linh. Anh là một người đàn ông có gia đình và em thích một người đàn ông có gia đình. Thưa với bạn gái bên kia, mình cũng là người đàn ông, mẫu đàn ông của gia đình. Chào em, cười rất là tươi ha. Em không thích điều gì nhất ở người đàn ông? Nói nhưng không có làm, hoặc là nói nhiều quá, hoặc là hay than. Em thích người đàn ông khỏe khoắn, thích năng động, thích chơi thể thao. Tại em chơi thể thao rất là nhiều, có chí cầu tiến. Chơi thể thao là một cái môn rất là tốt để giảm cân. Yeah. Em cũng đang hướng tới điều đó đó. Cảm ơn em. Thì em thấy bạn gái nói như vậy thì em cũng thấy cũng hợp với em nhiều. Dạ, chào anh. Cái mẫu hình lý tưởng của anh về ngoại hình mà anh mong muốn là như thế nào? Có lẽ là sao mình thì mình cũng không thích lắm, nhưng có vấn đề là cao thì có 1m55 trở lên. Cảm thấy dễ coi, dễ nhìn là được rồi. Tính tình hòa đồng, nói chung là biết đối xử. Cha mẹ cũng vậy, hai bên đều... Dạ, anh có phải là tiếp là ông hay ghen không? Tất nhiên cuộc sống vợ chồng thì không ai nói là không ghen được. Nhưng mà ghen ở lý do như thế nào? Anh có kế hoạch tài chính gì cho hôn nhân sắp tới không? Chuẩn bị đầy đủ rồi. Có đất thì có chưa ở nhà. Rồi, cảm ơn anh. Chị Hương, chị tới đây chị đi với ai? Chị đi với lại đại gia đình yêu thương của chị ngồi dưới kia. Một bạn rất là thân. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Năm Thư và cùng với tất cả các quý khán giả ở đây. Em tên Thảo, em làm hiện đại là bạn của chị Hương. Chào em. Dạ, thì em thấy anh này là rất là hiền, chững chạc, có một cái sở thích là dance, là nhảy, là giống với chị Hương. Em nghĩ là hai anh chị về có thể là khiêu vũ được với nhau. Em thấy anh đã có trải qua một mối tình rồi, thì em nghĩ anh đã có chín chắn và có nhiều kinh nghiệm rồi. Hai anh chị có thể là bấm chuông để cho nhau cơ hội. Chị muốn nghe thêm ý kiến của em trai chị là Hoàng Thông. Về đàn trai thì em thấy ảnh khá chững chạc, tạng người, tương đương với chị Hương, đẹp đôi vừa lứa. Em thấy gu thời trang là bá cháy rồi chị Hương, đẹp, nhìn vô là thấy sang rồi chị Hương. Dạ, em cảm ơn. Bây giờ thì mình sẽ gặp bên đàn trai. Và bữa nay ngày hôm nay mình đi là có mẹ của mình, em gái kế út. Tôi xin giới thiệu, tôi là Trần Thị Lực, là mẹ của cháu Tiến. Bạn gái của bên này thì tôi nhận xét là cũng xinh gái, hoạt bát, nhanh nhẹn. Dạ. Và thấy cũng hòa đồng, vui, mặt cũng tươi, trên khuôn mặt cũng nhìn thấy là thấy phúc hậu. Cảm ơn hai bên gia đình. Nãy giờ hai bên đã trao đổi qua cái hàng rào ha. Vấn đề quan trọng là hai trái tim các bạn có rung động hay không. Yeah. Mở rào. Bắt đầu đi Tiến. Dạ. Yeah.
Chào em, anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Nhìn em cũng xinh lắm. Cảm ơn anh. Cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn. Em cũng có. Rồi, ok. Rồi, anh cảm ơn em. Cảm ơn. Theo em cảm nhận, em nghĩ về anh như thế nào? Anh cảm nhận em như thế nào? Em là một cô bé có lẽ là cũng xinh xắn, dễ thương. Anh cũng có một cái gì đó nó thật ấn tượng. Nói yêu thì có lẽ là hơi sớm, nhưng mình cảm nghĩ là mình đã rung động. Sở thích của anh là gì? Anh thì thích ăn ba, thích ăn đồ hải sản. Anh thích ăn cơm nóng lắm. Anh mỗi lần về nhà anh thích ăn cơm vừa nóng xong á, mình ăn cảm thấy nó ấm cúng lắm. Em có gì phải hỏi anh không? Kế hoạch của anh như thế nào trong tương lai? Anh muốn có một gia đình hạnh phúc, có một người vợ biết yêu thương chồng, giản dị thôi cũng được, biết làm ăn là anh mừng rồi. Anh cũng không cần phải đòi hỏi nhiều. Thì anh có hay liên hệ với con không? Có em, có chuyện con cái thì mình phải, lâu lâu mình phải liên lạc, mình hỏi thăm con như thế nào. Tại mẹ cũng lấy chồng 2 năm rồi. Thứ bảy hàng chủ nhật thì anh cũng có thể gặp em được. Tại cũng không xa, từ Bình Dương mà lên trên này Tân Bình thì cũng không xa anh lắm. Anh ở chung với gia đình hả? Hay là anh ở riêng? Giờ anh ở riêng tại anh làm việc trên này mà. Ba mẹ anh thì ở Bình Phước. Con cái thì có lẽ là trai cũng được, gái cũng được, không có sao hết. Nhưng mà phải có con để gắn kết tình cảm của hai vợ chồng. Còn theo em thì em nghĩ về anh như thế nào? Để em phải nói đi chứ. Anh thấy em cũng lãng mạn, cũng được á, em nói là cũng được. Nhưng mà thấy anh rất là thương gia đình. Anh có một câu nói như thế này nè. Lúc em buồn, em có thể dựa vào bờ vai của anh. Lúc nào em vui, em cũng có thể ôm vào bờ vai của anh. Anh tin chắc là mình sẽ làm được điều đó. Anh thấy em xinh lắm, dễ thương lắm. Anh tin rằng với khả năng và cái con người của anh, cũng như cha mẹ của anh, thì có lẽ anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi. Sẽ có một món quà gửi tặng đến nhau và gửi tặng chương trình là món quà tinh thần. Nhảy hoặc là mình hát đi ha, để thay đổi không khí tí xíu. Có lẽ xin chương trình cho mình một bản nhạc rumba cho nó lãng mạn. Nhẹ nhàng thôi. Phải nhìn nhau chứ. Hai anh chị, sao mỗi người nhìn mỗi hướng vậy? Đúng rồi, nhìn vào mắt nhau. Trời ơi. Dễ thương. Cảm ơn anh chị. Và bây giờ xin mời hai anh chị mình để tay vào nút bấm. Đây chị, đây. Không bấm vì bất kỳ điều gì các bạn nhé. Không rung động, chúng ta nhường cơ hội để cho người khác. Bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Và hai anh chị sẵn sàng nha. 3 2 1 Hết thời gian. Chị Hương không bấm. Em nghĩ là anh sẽ gặp được người con gái phù hợp hơn. Cảm ơn anh. Không sao cả. Sẽ có rất nhiều chàng trai dành cái nút bấm cho cô gái. Và rất nhiều cô gái đang theo dõi truyền hình cũng có thể phù hợp với anh. Yeah. Sẽ dành nút bấm đó cho Tiến. Hơi chúc cho mỗi chúng ta sẽ sớm tìm được nửa yêu thương cho cuộc đời của mình. Một lần nữa rất cảm ơn các anh chị đã đến tham gia chương trình nha. Đáng lẽ góp gạo thổi cơm chung, nhưng bây giờ không được thì tặng mỗi người cái nồi tự nấu tự ăn. Yeah. Cảm ơn các chị. Bạn. Chúng ta cũng hơi tiếc một chút xíu nhưng không sao. Đừng có gượng ép bằng mọi giá phải bấm cái nút đó. Và bây giờ Nam Thư và anh Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại.